Hello xin chào các bạn đã trở lại với kênh ăn chơi cùng nhân lì Thì bữa hôm nay mình sẽ làm một video chỉ các bạn kiếm tiền trên mạng Mình sẽ làm một video bỏ lên youtube để kiếm tiền để chỉ các bạn kiếm tiền Thì uh, bây giờ sẽ trước mặt các bạn sẽ là một cái trang uh, youtube của mình Để mình quay màn hình ra mình, 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 mình phải vừa vừa chỉ Người ta nói là học thì phải đi đôi với hành phải không mình Phải vừa chỉ phải vừa Ok thì à, cũng giống như các bạn đã coi cái kênh ăn chơi cùng nhân lì rồi thì cái kênh của mình nó, mình nó mình chỉ làm chơi thôi mình không có đầu tư nhiều cho nên nó cũng kiếm tiền hơi ít hơn những cái kênh đầu tư các bạn thì mình không đầu tư thì nó kiếm tiền ít là là cũng phải rồi ok nhưng mà sơ sơ các bạn thấy không sơ sơ là các bạn thấy cái con số rất là khủng các bạn thấy không đó để mình để mình zoom lên các bạn coi này mình zoom lên cho các bạn coi nha à, để, để cho các bạn thấy cái uh... Đó ok. 67.000 đô la tương đương với lại là à 67.000 đô la là 67.000 đô la tương đương với lại là bao nhiêu tỷ đồng ta? 3 tỷ đồng. Thì nói chung là cái kênh YouTube của mình nó cũng đem lại cho mình một cái số tiền là 67.000 đô la các bạn. Ok. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái một cái cách kiếm tiền kiếm tiền trên mạng. Ok. Thì bây giờ mình sẽ bỏ qua cái cách kiếm tiền đi các bạn ha. Ok thì uh, các bạn biết không kiếm tiền kiếm tiền trên YouTube á, thì nó quá là đơn giản rồi các bạn chỉ cần quay video up lên không các bạn quay video xong các bạn bỏ lên mạng các bạn bỏ lên mạng và người người ta coi người ta coi các bạn thì ngay lập tức các bạn sẽ có tiền người người ta coi các bạn sẽ có tiền người ta coi các bạn sẽ có tiền nhưng mà nhưng mà với cái lượt mà càng ngày càng có nhiều YouTube họ đăng lên mạng thì bây giờ cái số mà cái số tiền mà các bạn kiếm ở YouTube bây giờ nó không còn ngon như hồi xưa nữa các bạn cho nên có rất là nhiều người họ đã nghỉ chơi với YouTube các bạn tại vì bây giờ chơi YouTube á các bạn biết không bây giờ mình nói đơn giản là các bạn kiếm tiền bằng YouTube có nghĩa là các bạn quay phim để bỏ lên YouTube là các bạn có tiền nhưng mà các bạn phải bắt 1.000 người các bạn biết 1.000 người coi video của bạn mà các bạn chỉ có một sen thôi nó rất là ít các bạn nó rất là ít có có nghĩa là các bạn phải bắt 10.000 người coi video của bạn thì các bạn mới được một đô la và các bạn phải bắt 100.000 người coi video của các bạn là 100.000 người thì các bạn chỉ có được 10 đô la thôi nó khá là thấp các bạn nó khá là thấp ok thì bây giờ các bạn biết không bây giờ mình mình sẽ không không chỉ các bạn kiếm tiền youtube nữa tại làm youtube bây giờ là quá đơn giản ai cũng làm được không ai cũng làm được bạn không bây giờ quay phim bỏ lên mạng cho người ta coi hay là quay phim chửi lộn bỏ lên mạng cho người ta coi nói chung là các bạn quay cái gì cũng được mà biển là người ta coi càng nhiều thì các bạn càng kiếm tiền nhiều ok thì các bạn thấy không những cái lượt video của mình là 2 triệu 300 ngàn người coi 1 triệu 700 ngàn người coi 1, 3, 1 triệu 300 ngàn người coi Thì những cái video này nó đem lại cho mình gần cả ngàn đô la Các bạn các bạn biết không? Phải 1 triệu đô la 1 triệu view mình mới kiếm được 1.000 đô la, 1 000, một triệu view mới kiếm được 1.000 đô la các bạn. Nó khá là lâu các bạn, nếu mà đối với những cái kênh nào mà mới mở các bạn sẽ không kiếm được cái số tiền nó cao hơn. Thì bữa hôm nay các bạn biết ông mình, mình sẽ nghỉ chơi YouTube đi. Mình mình bây giờ mình 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 nhảy vào một cái trang mới nó chính là amazon.com ok. Thì bây giờ mình sẽ vô một cái trang nó gọi là amazon.com các bạn. Thì các bạn biết không? cái trang này nó gọi là cái trang amazon.com ok. Thì các bạn có thể mua bất cứ thứ gì ở trên mạng nó không các bạn có thể mua mình mới mua ghế massage nè ok các bạn có thể mua gói nè mua niệm nè không mua ghế massage 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 nói chung là các bạn có thể mua bất cứ thứ gì ở trên amazon.com này nhưng làm sao mà mình chỉ cho các bạn kiếm tiền từ amazon.com thì các bạn thấy ở trên cái trang cái trang amazon của mình nó có nó có một cái hàng nó gọi là size strip à các bạn thấy cái chữ size strip này không thì những cái trang Amazon bình thường của các bạn xài đó Các bạn chỉ có cái hàng này thôi Các bạn không có cái hàng size strip này các bạn, các bạn phải đăng ký bán hàng với Amazon Thì nó mới hiện ra cái hàng ở trên này ok Thì sau khi mà các bạn đã đăng ký thành công rồi Thì bây giờ các bạn phải bán hàng cho người ta Thì bây giờ các bạn thử suy nghĩ đi Các bạn quay một video bỏ lên Youtube Thì một, một ngàn người một ngàn người coi các bạn chỉ có một sen thôi và mười ngàn người coi các bạn mới có một đô la thôi nó quá là lâu đi nó quá là lâu đi các bạn ok thì bữa hôm nay mình sẽ bấm vô cái máy cái máy camera này ok bây giờ mình nghe ông hàng xóm ông muốn mua máy camera thì bây giờ mình bấm vô cái máy camera này đi ok thì bây giờ mình sẽ bấm vô cái cái máy camera mà hai ngàn đô đi thì uh, bây giờ cái máy này là một ngàn bốn trăm đô la ok bây uh, yeah. giờ bây giờ mình nghe ông hàng xóm ông muốn mua một cái máy camera các bạn bây giờ mình bây giờ cái máy này không phải là của mình nhưng mà mình vẫn bán cho ổng mình 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 bán bằng cái cách gọi là gọi là ăn tiền qua hồng ok thì bây giờ cái máy này là 1.400 đô la nhưng mà mình không có máy làm sao mình bán đây thì bây giờ ở trên cái link này đó nó, nó sẽ có nó sẽ có cái đường link đây giờ mình bấm đây các bạn thấy không thì thì lúc này các bạn thấy không nó sẽ hiện ra một cái đường link cái đường link này nó có tên của mình nó có id của mình à nếu mà cái ông hàng xóm mà ổng chịu mua cái máy này á thì mình sẽ ăn được là ba phần trăm thì một nghìn bốn trăm đô nếu mà ổng mua trong trong dòng lát nữa ổng mua đó thì mình sẽ ăn được một nghìn bốn trăm đô mà ba phần trăm có nghĩa là mình à, sẽ ăn được tầm bốn mươi mấy đô la các bạn bốn mươi mấy đô la tiền khoa học các bạn thấy hay không trong khi đó các bạn quay một cái video bỏ lên youtube các bạn phải đợi chờ tới 10.000 người coi các bạn là nhiều khi các bạn gặp mấy tụi anti fan tụi nó ghét các bạn tụi nó không coi các bạn biết không thì các bạn không có kiếm tiền được từ youtube nhưng mà các bạn chỉ cần bán hàng cho những cái người mà các họ cần mua thì ngay lập tức các bạn được 40 đô tiền hoa hồng nó khá là lẻ các bạn thì nếu mà các bạn có tài bán hàng đó thì cái trang amazon.com này nó sẽ đem lại cho các bạn gấp đôi tiền YouTube Thí dụ mà một tháng á, các bạn quay video clip các bạn bỏ lên mà không có ai coi YouTube của các bạn hết Thì các bạn chỉ kiếm được có leo que có mấy trăm đô một tháng trong YouTube thôi Ok Nhưng mà nếu mà các bạn bán hàng ở trên YouTube á, người ta mua người ta mua người ta mua Thì các bạn kiếm được gần 3.000 4.000 đô một tháng từ YouTube nữa Ok các bạn Ok Thì các bạn thấy không bây giờ các bạn mới giống như mình làm sao mình bán hàng ở, dưới, ở trên trên Amazon được các bạn biết không? Thì cái mánh khóe của mình á các bạn à, ở à, bên các bạn làm cái gì các bạn cũng có bánh và khóe hết cả các bạn. Giống như chân của con người cũng có khóe các bạn. Ok. Thì mình ở bên Mỹ mình là mình là chủ tiệm nail các bạn. Thì ở bên Mỹ này có khá là nhiều tiệm nail. Thì những cái người chủ tiệm nail á, họ cần mua cái gì? À họ cần mua khăn các bạn. Đó. Thì ngay lập tức mình sẽ lên Amazon.com mình sẽ bấm gọi là bây giờ đó bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mình kiếm tiền trên Amazon Acker ok thì bây giờ bây giờ các bạn thử bây giờ bây giờ mình nói mình, mình nói cho các bạn suy kỹ nha các bạn phải quay một video 10.000 người coi thì các bạn chỉ kiếm được có một đô la thôi 10.000 người coi mà các bạn kiếm được có một đô la thôi các bạn phải quay một video một triệu người coi các bạn mới kiếm được 1.000 đô la nó quá là lâu đi một triệu người coi nó quá là lâu đi ok bây giờ thì mình sẽ vô đây mình sẽ bấm lên là à hand towel đó thì mình là chủ tiệm nail mình biết mình cần cái gì đó chính là khăn các bạn để để đi làm nail đó thì ngay lập tức đó các bạn thấy không hand towel bây giờ mình sẽ bấm vô cho tiệm nail for nail salon đó thấy bạn thấy không khăn cho tiệm nail enter thì ngay lập tức nó ra rất là nhiều khăn cho tiệm nail nhà hàng và khách sạn à, thấy không thì bây giờ á 24 cái khăn là 36 đô la thì bây giờ mình sẽ bấm vô các bạn mình sẽ bấm vô à, mình sẽ bấm vô đây thì bây giờ bấm vô đây xong rồi các bạn thấy không đây là đây là những cái khăn các bạn những cái khăn dành cho tiệm nail đó thì bây giờ mình sẽ bấm cái chữ text đã nó sẽ hiện ra cái link của cái của, của tên của mình các bạn nhìn nào thấy không có có tên mình đang quẹt các bạn thấy không đó thì ngay lúc này bây giờ mình mình sẽ copy cái liên này và mình sẽ lên mình sẽ bỏ lên trang cái trang mà tiệm nail bên mỹ thì những cái chủ tiệm nail ở bên mỹ họ sẽ mua tại sao các bạn biết không thường thường á mỗi một cái tiệm nail ở bên mỹ á họ sẽ cần rất là nhiều khăn thí dụ như cái tiệm của ông này ổng xài khăn màu trắng à nhưng mà cái tiệm của cái bà kế bên á bà xài khăn màu xanh Thấy không thì khi mà một một khi mà họ mua khăn á là họ mua nguyên một màu luôn các bạn, là có nghĩa là màu xanh hết, Thấy không họ mua màu trắng là họ mua màu trắng hết. Là họ mua gần cả ngàn cái các bạn, họ mua gần cả ngàn cái. Ok. Thì bây giờ các bạn thử suy nghĩ đi, 79 đô cho 60 cái. Bây giờ họ mua ngàn cái, có nghĩa là họ mua gần bảy trăm mấy đô la thì ngay lập tức mình sẽ ăn được tiền qua hồng là tầm ba mươi mấy đô la các bạn các bạn các bạn thử tưởng tượng đi thí dụ như mà cái ông a là ổng thấy mình bỏ lên mạng không ổng ổng mua một ngàn cái khăn bà b bà thấy mình bỏ lên mạng bà mua thêm một ngàn cái khăn nữa không rồi bà c bà mua nữa thì trong ngay lập tức mình đã bán được cho ông a một ngàn cái khăn bà b một ngàn cái khăn bà c một ngàn cái khăn thì ngay lập tức chỉ có ba người thôi mình đã kiếm được gần 100 đô la rồi các bạn các bạn có thể tưởng tượng nổi không ok đó nó rất là lẻ các bạn nó, nó nó lẹ hơn youtube nhưng mà các bạn phải biết cái mánh khóe giống như mình ở bên mỹ mình là chủ tiệm nail thì mình sẽ đi giống như là lên amazon để mình tìm mấy cái khăn này mình bỏ lên những cái những cái những cái tiệm nail để cho họ mua hay là mình có thể bỏ mình có thể uh, mình có thể tìm những cái gọi là nail uh, nail design đó hay là mình có thể mình có thể kiếm mấy cái này đấy các bạn thấy không đây là những cái đồ để mà vẽ design Thì những cái đồ này nó nó cũng khá là rẻ các bạn Nhưng mà các bạn vẫn kiếm được tiền Thấy không? Thì bây giờ cái này là những cái hình để dán lên móng các bạn Thì bây giờ mình lấy mấy cái này mình sẽ bỏ lên mạng Và những cái người chủ tiệm nail họ sẽ mua về các bạn Thì các bạn thử tưởng tượng đi Những cái hộp này là 11 đô la các bạn 11 đô la Nhưng mà khi mà họ mua đó Họ đâu có mua một hộp Họ mua năm hộp Đó Thì họ mua năm hộp là bao nhiêu 10 đô la 11 đô la năm hộp là 50 đô la nhưng ngay lập tức mình đã kiếm được gần 6 đô la tiền qua hồng các bạn thấy lẹ không nó lẹ hơn là YouTube tại vì YouTube các bạn phải mời người này coi mời người kia coi mà các bạn kiếm được có mấy sen à? các bạn phải 1.000 người coi các bạn mới kiếm được có mấy sen à? mấy xu à. đó thì uh, trên Amazon com á, là các bạn phải kiếm tiền qua hồng nó nó, nó tính theo phần trăm ok rồi các bạn biết không các bạn biết không rồi sau đó khi mà các bạn à, giống như là bữa hôm nay các bạn thấy cái ông việt nam kia ổng về việt nam ok cái ổng ổng nói là nhân người chú muốn mua ba cái điện thoại iphone và cũ thôi nha à, con biết chỗ nào bán không thì ok chú muốn mua ba cái điện thoại iphone đúng không thì mình lên mạng mình bấm vô mình bấm vô iphone nhưng mà các bạn nên nhớ rằng nó phải hiện tên các bạn nha ok bây giờ iphone iPhone bây giờ chú muốn mua điện thoại rẻ không bây, bây giờ mua iPhone uh, iPhone uh, X đi iPhone 10 đi Ok bây giờ nó ra iPhone 13 rồi ông nội đã mua iPhone 10 về tặng cho bà con Việt Nam mà người ta chửi chết Ok thì ông bây giờ cái ông này ổng ổng Việt Nam ổng muốn mua ba cái, cái điện thoại ổng muốn mua ba cái điện thoại đem về Việt Nam cho bà con của ổng Ok thì ba cái điện thoại cũ cũng là 500 đô ba cái là 1.500 đô các bạn thì bây giờ mình bấm vô đó mình bấm vô ba cái điện thoại thì à, thì sau khi mà bấm vô xong thì mình sẽ bấm vô đây và mình sẽ copy cái link này à. và mình sẽ cho ông đó ông mua thì ngay lập tức ba cái điện thoại là một ngàn rưỡi đô la mà mình sẽ ăn tiền qua hồng là ba phần trăm các bạn ba phần trăm có nghĩa là mình sẽ ăn được 150 đô la các bạn các bạn thấy lệ không mình ăn 150 đô la tiền qua hồng nó nó lẹ làng trong khi đó các bạn quay YouTube không các bạn phải đợi cho người ta coi tới 10.000 người coi các bạn chỉ kiếm được có 10 đô la thôi. 10.000 người coi. Đó. Cho nên mình mình bị mà dạo này các bạn thấy mình ít chơi với, với YouTube lắm, nhưng mà mình vẫn quay YouTube để cho các bạn coi. Mình quay YouTube kiếm tiền để chỉ các bạn kiếm tiền. Đó. Thì uh, các bạn thấy mà thấy mình thông minh không? Các bạn biết không các bạn bán hàng là các bạn phải bán những cái gì mà người ta cần chứ không phải không phải các bạn bán những cái gì mà các bạn muốn bán, ok chẳng hạn giống như mình ở bên Mỹ các bạn biết không mình đi vòng vòng thì mình thấy mấy cái bà chủ tiệm nail quá các bạn có, có nhiều có nhiều bà chủ bà không có biết xài công nghệ các bạn thì bà đi dọc vòng, vòng bà mua khăn các bạn mới nói trời ơi bữa hôm nay chị muốn mua khăn cho cho tiệm của chị mà chị tìm không được chị kiếm không được ôi trời ơi, khăn bây giờ không có thì mình hỏi bà là chị muốn mua khăn dài bao nhiêu ngắn bao nhiêu à, màu gì thì uh, bảo nói là bảo muốn mua khăn màu hồng uh, dài 27 x 13 ok đợi em xíu nhé bây giờ là mình mình bán hàng mình bán hàng là mình phải bán những thứ người ta cần chứ mình không bán những thứ người ta không cần các bạn bây giờ cái bà nội này bà muốn mua khăn màu hồng đúng không bấm vô hand towel hand towel bây giờ bây giờ chị muốn mua màu hồng thì bấm chữ pin vô thấy không pin hand towel rồi Bây giờ muốn mua 10 10 13 nhân 27 đúng không? Bấm vô 13 nhân 27. Enter, Đã thấy không? Hand tao vào hồng đó. Bây giờ chị muốn màu hồng nè, màu này thì các bạn em nói trời ơi, sao mà nhiều vậy? Trời ơi chị đi hổm rài, chị đi chợ này chợ kia tốn xăng quá trời luôn mà chị không kiếm được cái nào hết em ơi. Ok. Bây giờ cặp chị bây giờ mình chỉ bả, chị thấy không? mà hồng nè, hồng cánh sen nè, hồng bướm nè, hồng nhũ nè đó. Nói chung là chị muốn hồng nào chị nói đi em mua cho chị thì các bạn thấy không đó hồng nè hồng nè ok thì uh... bà này bảo khoái bạn bây giờ mà nói là em ơi em có thể nào mua cho chị một ngàn cái được không gọi chơi luôn muốn mua ngàn cái thì mua ngàn cái ok thì bây giờ bây giờ các bạn thấy không đó quá trời luôn vì đó mình mình bán hàng là mình phải bán những cái gì người ta cần ok bây giờ là mình phải đi vòng vòng đó thì các bạn thấy không thì những cái bà chủ tiệm nail các bạn biết không? mình đó là những tiệm nail nhỏ thôi đó nha khi mà họ thay khăn á các bạn biết không những cái khăn này á thì các bạn xài một năm á giống như bây giờ mình nói khăn trắng đi đó có có mấy tiệm đeo họ xài khăn trắng các bạn giống như là họ xài một năm á thì đa số khăn nó sẽ bị gách các bạn hay là khăn nó sẽ bị bung ra giống như giống như các bạn thấy không đây là đây là cái khăn cái khăn của tiệm nail của mình đó mình mua một ngàn cái các bạn mà mình mới xài có nửa năm mà nó 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 sức chỉ các bạn thấy không nó sức chỉ rồi thì bây giờ bây giờ mình mua 1.000 cái thì bây giờ là mình phải thay hết 1.000 cái khác các bạn. Ok. Thì uh, bây giờ là cái tiệm của mình là khăn màu xanh, đúng không? Các bạn hãy nhìn nè, bây giờ nó 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 tả tơi luôn thì đã tới lúc mình phải mua khăn mới rồi. Thì uh, những cái tiệm nail khác ở bên Mỹ cũng vậy các bạn, nói chung là tiệm nail đa số nó đều như nhau cả. Mình phải dùng tâm lý của mình để đánh vô tâm lý của họ, ok. Thì uh, những cái tiệm nail nhỏ đó thì họ mua tầm hai ba trăm cái thôi Ok hư mua nữa nhưng mà những cái tiệm nail lớn á hay là những cái nhà hàng khách sạn á là họ mua gần cả ngàn cái một lần bạn các bạn biết không những cái nhà hàng lớn những cái những cái tiệm nail lớn á là họ mua gần cả ngàn cái ok thì bây giờ bây giờ mình sẽ cho họ cái link này để họ bấm vô thì các bạn biết không? họ mua một ngàn cái thì mình sẽ được qua hồng đó các bạn phải bán những cái gì người ta cần ok rồi bữa hôm nay đi qua nhà đi qua nhà bạn các bạn thì trong ông bạn ông nói trời bữa hôm nay mới mới sinh nhật được đứa con mà không biết mua đồ chơi gì cho nó chứ đó không bây giờ bây giờ phải mua gì để sinh sinh nhật nó ok bây giờ muốn mua muốn mua đồ chơi cho sinh, sinh nhật con thì bây giờ con trai con gái không bây giờ thôi thôi for boy đó, bấm vô giờ bây giờ ông muốn mua đồ chơi cho cho con con đúng không nè. Mua lựa đi lựa đi đó thì các bạn thấy không trời mình ngồi mình suy nghĩ nát ốc luôn mà mình không biết mua đồ chơi gì cho con trai của mình giờ lên mạng nè đó thấy không nè súng nè tên lửa nè mua gì mua gì mua đi đó thì ông nói trời ơi trời ơi trời ơi sao mình nhiều đồ chơi gì ở trên mạng nhiều đồ chơi gì mình lại kiếm được tiền qua hồng nữa các bạn thấy hay không ok đó thì cho nên các bạn nên nhớ rằng các bạn phải giống như là nếu mà các bạn làm amazon á là các bạn phải nắm bắt đúng thời cơ. Chẳng hạn như là các bạn làm YouTube á, là các bạn phải đi đây đi đó quay clip, quay clip, quay clip và bỏ lên mạng. Các bạn phải đi nơi này, nơi kia, nơi này, nơi kia và các bạn phải bỏ lên mạng và người ta phải coi. Nhưng mà cái số lượng người coi là 10.000 người coi, 20.000 người coi, 30.000 người coi, 40.000 người coi, nó rất là lâu các bạn. 40.000 người coi, 50.000 người coi nó rất là lâu nha. Nhưng mà bây giờ các bạn bán hàng trên Amazon, các bạn biết không? nói là phải có sách mắt là phải có chứng ok bây giờ bây giờ nãy giờ là mình đã chỉ cho các bạn cách bán hàng trên amazon bây giờ mình sẽ vô cái phần earning đi các bạn bấm vô đây ok thì bây giờ amazon nó làm sao nó trả tiền cho mình ok Đây. commission commission schedule thì người ta mua hàng là các bạn có tiền người ta mua hàng là các bạn có tiền khỏi khỏi nó nhiều ok các bạn thấy không đây là cái cái này gọi là bản phong thần đây premium beauty có nghĩa là những cái sản phẩm à, mỹ phẩm cao cấp thì các bạn sẽ được 12 phần trăm chẳng hạn như là à, sữa ông chúa nhân sâm tổ yến nói chung là những cái hàng nào mà người ta đánh vô là premium beauty có nghĩa là hàng cao cấp chẳng hạn như là nhân sâm tổ yến bào ngư di cá thì họ sẽ cho các bạn là 12 phần trăm Wow bây giờ các bạn thử đi các bạn nghe người ta muốn mua nhân sâm Hàn Quốc quay bây giờ bây giờ muốn mua nhân sâm Hàn Quốc ở đâu muốn mua nhân sâm Hàn Quốc phải không đợi đại đây tôi mua cho thì thí dụ như mà một hộp một hộp sâm Hàn Quốc là 200 đô đi thì các bạn sẽ kiếm được 12 phần trăm của 200 đô là 20 đô nó nó đơn giản không nhưng mà bây giờ chẳng lẽ trời chẳng lẽ giờ tao mua có một hộp xăm mà tao phải mua 10 hộp là bao nhiêu? 2.000 đô thì các bạn sẽ kiếm được 12% của 2.000 đô là bao nhiêu? Là 200 đô. Đó. Trời các bạn kiếm 200 đô nó dễ dàng luôn. Mà các bạn không cần phải có 100.000 người coi, 200.000 người coi, nó đơn giản không? Ok. Rồi, video game download là 10%. Bây giờ mấy 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 đứa nhỏ tụi nó chơi game dữ quá các bạn, không? bây giờ bây giờ các bạn biết nhà ở hàng xóm đó, qua vụ thì nó không mấy mấy đứa nhỏ chơi game không kêu tụi nó tụi nó đau xuống nhưng mà tụi nó phải đau bằng cái cái link của các bạn đưa lên nha là các bạn sẽ được 10 phần trăm đó thấy 10 phần trăm không Ok còn Amazon con nói chung là 10 phần trăm nè còn còn những cái khác giống như là uh, office school supply có nghĩa là những cái đồ dùng phẩm đó, đồ văn phòng phẩm đó chẳng hạn như là giết chì, giết mực bút máy thì nó chỉ được 5 phần trăm thôi Nói chung là mấy cái đồ lặt chặt là chỉ có 5 phần trăm thôi Ok còn xuống nữa là tập sách vở là 4.5 phần trăm Ok còn nói chung là mấy cái khác là 3 phần trăm 1 phần trăm và 2 phần trăm Ok thì thì các bạn thấy không đó thì tất cả là đó thấy chưa đó nói chung là nói chung là các bạn bán hàng là các bạn sẽ tính theo phần trăm các bạn bán một cái điện thoại iPhone 1300 thì các bạn sẽ được 3% của cái điện thoại 1300 là 30 đô. Ok. Rồi. Bây giờ nói nói đơn giản như vậy cho các bạn dễ hiểu đi. Chứ nói nhiều quá các bạn cũng chẳng hiểu nữa. Ok. Thì bây giờ cái trang này gọi là Amazon Associates các bạn ha. Ok. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bấm vô đây các bạn. Ok. Thì uh, các bạn biết không? các bạn biết không? ở, ở đây á, cái bảng này là cái bạn gì cái bảng này là bấm lít các bạn người ta gọi đi. người ta gọi là lít chuột click chuột tích 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 ok thì uh, thì cũng giống như hồi nãy mình đã nói rồi bây giờ á mình sẽ lấy cái khăn này mình sẽ bỏ lên mạng cho những cái bà chủ tiệm nail ở trong những cái group nail họ mua khăn nhưng mà có nhiều người họ bấm vô mà họ không mua thì sao có nhiều người họ bấm vô họ coi cho vui thì thôi thì các bạn thấy không thì một cái một cái bấm bấm con chuột vô đó là mình sẽ được một click các bạn các bạn thấy không ở đây nè thì một click là 10 sen các bạn họ 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 bấm càng nhiều thì mình càng có tiền các bạn bấm bấm click 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 thì mình 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 cũng có tiền có nghĩa là có nghĩa là khi mà người ta bấm vô người ta coi các bạn cũng có tiền người ta bấm ra bấm vô bấm ra bấm vô bấm ra bấm vô bấm ra bấm vô các bạn vẫn có tiền nhưng mà nó hơi ít các bạn nó hơi ít ok người ta mua thì các bạn có tiền nhiều người ta bấm vô thì các bạn không có tiền ok thì các bạn thấy không click 7 click ok rồi bây giờ tổng cộng có 202 người click vô nhưng mà chưa có ai mua trong tháng này cả ok không sao không rồi bây giờ thì các bạn đã thấy rồi chưa nè bên đây nè các bạn thấy chưa ba món hàng order Hey. Có ai có ai mới 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 bấm vô 185 lít các bạn như nè. Để mình phóng bự lên cho các bạn coi chứ. Thấy không? Bây giờ á, có ai bấm vô 185 lít các bà nào mua đồ mà 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 sợ tốn tiền bấm vô bấm ra bấm vô bấm ra 185 lít. Tổng cộng là 3 món hàng order các bạn. Nhưng mà nó nó chưa có nó nó, nó chưa có ship nhưng cho nên mình vẫn chưa nhận được thì khi nào mà nó ship đi với mình 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 mới nhận được tiền các bạn ha giống như bữa hôm nay đi các bạn mua iphone các bạn mua ba cái thì nó hiện ra đây là các bạn mua ba cái iphone nhưng mà nó chưa gửi đi ngày mơi ngày mốt nó mới gửi thì mình chưa nhận được tiền còn mấy các bạn nhé khi mà nó gửi tới tay và nhận mình mới được ok rồi đó các bạn thấy hay chưa quá hay các bạn ơi ok ok các bạn thì ở đây các bạn thấy không ba nghìn chín trăm mười hai lượt click vô cái trang của mình 154 món hàng order à, 154 món hàng order 18 món hàng đã được rời đi nhưng mà họ vẫn chưa hiện lên cái tiền mình kiếm được và cái tiền là 3.94 phần trăm à thấy chưa 3.94 phần trăm thì bây giờ các bạn thử tưởng tượng đi những món hàng của mình là bao nhiêu tiền Thôi cãi đi thì mình nói chung là máy tính đi chứ người ta mua mình làm sao biết được các bạn có người mua 50 đô thì sao có một người mua hai đô thì sao đúng không nhưng mà mình chẳng bán được hàng các bạn nó hay bạn thấy không 154 món hàng order đó nó ghê gớm chưa Bây giờ là tới lúc cao chào rồi thì uh, ở ở cái trang này á, nó nó gọi là order item thì mình không biết được cái người nào đã mua những cái món hàng mình để lên mạng. Thì bây giờ ở đây là nó nó ghi nè các bạn thấy không? Solar post line order to có nghĩa là cái này là cái 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 đường mình gửi lên cho người ta là người ta order 8 cái. Các bạn thấy không? Order 8 cái mình mình không biết người nào đã mua các bạn nhưng mà mình biết là họ mua 8 cái các bạn. Các bạn nhìn cái này là gì? Đó đây là những cái đèn những cái đèn ở ngoài sân ok thì các bạn thấy không? mình mình bỏ lên thì mình không biết được ai đã mua 8 cái rồi rồi những cái này họ mua 4 cái bốn cái các bạn bây giờ các bạn thấy chưa bây giờ để mình coi coi những cái hàng nào mà họ mua nhiều nhất các bạn thấy không họ mua lắc nhắc lắc nhắc lắc nhắc gì đó thì cũng giống như mình lên amazon mình cũng mua lắc nhắc lắc nhắc gì thôi các bạn ha ok bây giờ mình sẽ bấm next đi à bây giờ để mình kiếm coi cái nào mà họ mua nhiều nhất các bạn ha đó nói chung là mình không biết được những cái người này họ mua các bạn ha ok thì uh, họ bấm vô họ mua một hai cái mình mình cũng không biết được ai ai mua đó các bạn thấy không các bạn sẽ thấy được là một người bấm vô một người mua ok có có người họ chỉ mua một hai cái thôi. ok Đó. Ok. Thì à, bây giờ mình 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 sẽ cho các bạn coi cái cái tiền commission đi. Ok. Đây là đây là những cái món hàng mà người ta đã mua nè. Đó, thấy không? Ok. Rồi bây giờ bây giờ tiền còn là bao nhiêu đây mình kéo qua đây các bạn thấy không cái món hàng này là 79 đô la ngay lập tức mình được 2 đô la tại vì 3% 70 người người ta mua một món hàng mà được 2 đô la nhưng mà để tính theo YouTube á, để kiếm được 2 đô la của YouTube này á, các bạn phải có gần 2.000 hay là 5.000 người coi video của các bạn. Nhưng mà bây giờ chỉ có một người mua thôi là các bạn được 2 đô la. Bạn à, thấy không? Còn cái món hàng này thì chỉ có 29 đô la thôi thì ngay lập tức các bạn được 90 cent À. Thì cái món hàng này 15 đô la thì các bạn được 15 cent À, nhưng mà ngay lập tức các bạn cộng lại thì các bạn có gần tổng cộng là 10 đô la các bạn. Thì nếu mà 10 đô la để kiếm trong YouTube á, thì cái video của các bạn phải có hơn gần 100.000 người coi mới kiếm được 10 đô la. À. Đó, các bạn thấy không? Thì nó nó như vậy như vậy nha các bạn ha đó thì đây là cái list nè họ sẽ hiển thị hiển thị hiển thị hiển thị list order list order ok thì à, các bạn thấy ông hỏm gài á có rất là nhiều người họ bỏ youtube họ không chơi với youtube nữa các bạn giờ họ chuyển qua amazon để kiếm tiền thì thì giống như mình đã nói rồi các bạn quay youtube đó là một cái video các bạn phải có rất là nhiều người coi thì các bạn mới kiếm tiền mà có nhiều người họ coi mà họ không không coi hết đó, các bạn cũng chẳng kiếm được tiền nữa không nhưng mà bây giờ các bạn nhảy qua amazon cái cơ hội nó kiếm tiền nó càng nhiều hơn nữa các bạn các các bạn khi có thể kiếm được gần 5.000 đô 6.000 đô từ amazon nó rất là đơn giản hơn là youtube YouTube đó, các bạn phải đi chỗ này chỗ kia quay các bạn phải tốn tiền xăng tiền này tiền nọ trong khi đó Amazon các bạn chỉ ngồi ở đây các bạn thấy Tối nay, tối mai mình ngồi đây, mình bấm bấm này lên, đó thì mình vẫn bán được hàng. Đó mình bán được hàng cho người ta. Mình vẫn kiếm được tiền qua hồng các bạn. Ok. Đó. Chẳng hạn giống như bữa hôm nay bữa hôm nay mình mình quay YouTube các bạn. Thì uh, có rất là nhiều người hỏi mình mua cái máy này đâu, cái máy này là 399 đô la. Thì mình đưa cái link cho họ thì họ mua cái máy này và mình được qua hồng là 30 đô la các bạn. Nó rất là đơn giản. Trong khi đó ba 30 đô la mình kiếm từ YouTube nó rất là khó khăn. Đó, à, tại vì có rất là nhiều người họ họ không coi YouTube hay là bây giờ YouTube nó quá nhiều người quay rồi cho nên họ chán rồi các bạn, họ không coi nữa. Ha các bạn thấy không? Thì đó chính là như vậy. Bữa hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn kiếm tiền từ Amazon thôi. Nếu mà các bạn thích thì ngày mai mình sẽ chỉ cho các bạn kiếm tiền từ facebook.com. Bye bye các bạn.